xin lời khen cha. Chúng con xin tạ ơn Người bây giờ và mãi. Xuân có muôn hoa tươi thắm, vì những chiều thu lá cây rơi âm thầm. Chúng con xin ngợi khen cha, chúng con xin tạ ơn Người bây giờ và mãi mãi. Đời con biết dùng lời hát
chúc tụng Chúa thôi. Nguyện trọn đời con từ nay dâng Chúa, xin Chúa song hành cùng con tháng ngày, những lúc ưu tư đôi vai nặng gánh, xin Ngài nâng đỡ đừng để con ngã quỵ. Một lòng trung kiên nguyện theo chân Chúa, đến những phương trời sẽ chia với đời, dẫu có gian nan dẫu có nguy nan, con nguyện theo Chúa và thuộc trọn về Chúa. Xin chỉ cho con, xin chỉ cho con biết tìm thánh ý Chúa dành cho con, trong mỗi câu kinh, trong từng lời hát, biết tìm thánh ý thực thi mỗi ngày, như muối như men giữa nơi trần thế, để chọn đời con trở thành nhân chứng của Ngài mãi thôi. Nguyện chọn đời con từ nay dâng Chúa, xin Chúa song hành cùng con tháng ngày, những lúc ưu tư đôi vai nặng gánh, xin Ngài nâng đỡ đừng để con ngã quỵ. Một lòng trung kiên nguyện theo chân Chúa, đến những phương trời sẽ chia với đời, dẫu có gian nan dẫu có nguy nan, con nguyện theo Chúa. Yeah.
tôi vui lắm. Và tôi thì vui lắm. Đến đây gặp được con cái của Chúa rồi nhiều điều phần trong giáo hội mà chúng ta đến đây hôm nay để nói với nhau về lòng thương xót của Chúa. Và thật là tôi được nghe vị cha xứ nói về tôi cầu khí tuần đại phục ở trong các giáo xứ của mình, thì tôi hết sức là vui mừng, vui từ nhà cho đến đây mà còn vui nữa là dễ vui từ đây rồi về tới nhà. Về ban đêm ngủ cũng vẫn còn vui, vì thế tất cả một cầu khí sốt sáng tràn đầy với Chúa. Mưa nhưng mà không cản trở chúng ta vui được. Sự thật ra thì tất cả chúng ta, nhất là cha Thánh Sứ Quảng Hạ ở đây tổ chức cái buổi kết thúc tuần đại phúc của cái khu nhà thờ Bắc Hải gồm có Hạt Hòa Thanh, Hạt Hôn Nai, Hạt Biên Hòa và Hạt Tân Mai, thì chắc chắn là ao ước giá mà đừng có mưa thì chắc hay hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là Chúa biết cái gì hay hơn cho chúng ta. Chúa để cho mưa vậy đấy, à, chắc là Chúa cũng có cái gì cho ông ta, chẳng hạn như cho ông ta mát hơn. Mưa chỉ mưa ngoài thôi, mà vào trong nhà, ngồi trong nhà vòng là không mưa không sao, mà chúng ta thấy khí hậu nó mát hơn. Thế thì bây giờ khi kêu tất cả cộng đoàn, tôi xin có được đôi lời chia sẻ về lòng thương xót của Chúa. Tuần trước ở trong thánh lễ kết thúc tuần đại phúc của cụm Hạt Xuân Lộc, tôi đã có chia sẻ một số yếu tố về lòng thương xót của Chúa. Mà bởi vì hôm đó là có truyền hình trực tuyến cho nên có nhiều người cũng đã theo dõi đã nghe. Hôm nay tôi muốn nói về một khía cạnh khác, rồi cũng làm lại một khía cạnh mà chúng tôi đã nói. Cũng không phải chỉ vì đã có truyền hình trực tuyến lần trước cho nên bây giờ phải nói nó khác đi, cũng không phải hoàn toàn như vậy. Nhưng mà có những yếu tố và đi từ nơi tôi cảm thấy cần phải nhấn mạnh hơn. Thế thì yếu tố mà tôi muốn nhấn mạnh là lòng thương xót của Chúa. Hôm nay ở đây với cộng đoàn của họ ở trong ngôi thánh đường giáo xứ Bất Hải và trong các nhà phòng chung quanh đây là điều gì? Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ hai điều này. Điều thứ nhất là nhu cầu chúng ta cần phải van nài lòng thương xót của Chúa cho chúng ta, cho xã hội, cho mọi người, cho thế giới. Đó là điều lần trước tôi chưa nói, mà hôm nay tôi thấy cần phải nhấn mạnh về điều này, là chúng ta cần phải nài nỉ, tiếp tục nài nỉ lòng thương xót của Chúa. Rồi điểm thứ hai, tôi muốn nói về cái nhu cầu phải trở thành cánh tay nối dài của lòng thương xót của Chúa, không phải chỉ qua lời cầu nguyện này nghĩ lòng thương xót của Chúa, mà qua chính cái cuộc sống của mình bằng khả năng tha thứ, sống với những người có những yếu đuối, sống an bình với những người lầm lỡ và cả với những người chúng ta gọi là tội lỗi nữa. Làm sao mà sống an bình với họ, tha thứ cho để Chúa có thể tỏ lộ lòng thương xót tha thứ của Chúa cho họ qua chúng ta. Đó là hai điều tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn hôm nay. Điều thứ nhất, chúng ta cần phải van nài lòng thương xót của Thiên Chúa cho chúng ta và cho mọi người, cho tất cả thế giới. Đức Cha Francisco đã quyết định mở năm thánh lòng thương xót qua tông sách Dung Bảo Lòng Thương Xót, và năm thánh lòng thương xót được khai mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 2015. Chúng ta đã khai mạc rồi. Tại các vận chúng ta và kết thúc vào ngày 2
20 tháng 11 năm 2016 sắp tới này là ngày lễ Đức Kitô Vua. Trong thất vật của chúng ta thì chúng ta sẽ kết thúc năm thánh lòng thương xót một cách trọng thể vào chiều ngày 19 tháng 11 và thánh lễ đại trào trọng thể đó chúng ta sẽ cử hành tại khuôn viên của tòa giám mục. Cho nên hôm đó nhiều người sẽ mời gọi, nhiều người ai có thể được thì sẽ về tòa giám mục để chúng ta kết thúc năm thánh lòng thương xót, không phải là xong mà để bước sang một hành trình mới, cũng tiếp tục sống lòng thương xót của Chúa. Quyết định mở năm thánh lòng thương xót của Đức Giáo Phận Sài Gòn được toàn thể giáo hội tham dự vào một cách hăng say, vui mừng và với nhiều hy vọng. Mà trong giáo phận của chúng ta, tôi thấy có rất nhiều người, nhiều gia đình gặp khó khăn, nuôi niềm hy vọng vào năm thánh lòng thương xót này. Thì sẽ có một ngày tôi gặp các gia đình, nhất là các gia đình đang phải trải qua những khó khăn, thì cái buổi lễ đó sẽ được thông báo sau. Mà trong năm thánh lòng thương xót này, trước khi kết thúc năm thánh lòng thương xót vào ngày 19 tháng 11 năm 2016 này ở tại giáo phận chúng ta, thì tôi sẽ có một ngày gặp riêng các gia đình và nói về vấn đề của các gia đình. Hôm nay chúng ta nói với nhau một cách chung chung vậy thôi về lòng thương xót của Chúa. Và tôi đang nói là quyết định mở năm thánh lòng thương xót cho toàn thể xã hội được tất cả, có thể nói được tất cả tín hữu ở khắp nơi đón chào năm thánh lòng thương xót này với tất cả niềm hy vọng và niềm vui mừng trong giáo phận của chúng ta, nhất là vào những cái tháng cuối này mở tuần đại phúc ở nhiều khu ở các giáo hạt, các giáo xứ, thì tôi thấy một bầu khí hân hoan hy vọng đón mừng và sống năm thánh lòng thương xót của Chúa. Năm thánh lòng thương xót được Đức Thánh Cha Phanxicô quyết định cử hành trong năm một, nhưng mà thực sự ra Ngài không phải là người đầu tiên nói về lòng thương xót của Chúa. Công đồ Vatican thứ hai cũng đã nói về lòng thương xót của Chúa, mà đặc biệt Đức Thánh Cha Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị năm 1980 đã gửi cho toàn thể giáo hội một thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ngài đã nói về lòng thương xót là một thông điệp, nhưng mà nhất là cuộc đời của Ngài, chúng ta phải trở lại cuộc đời của Đức Cha Giáo Hoàng Francisco và Hoàng Gioan Paolo đệ nhị để thấy là lòng thương xót Chúa đã được giao truyền từ lâu rồi, và bây giờ nó mới thấm nhuần vào lòng và trí của con cái của giáo hội. Cho nên khi Đức Cha Francisco tuyên bố mở năm thánh lòng thương xót thì mọi người phải hiểu và phải đón nhận. Hạt giống đã được Đức Thánh Cha đã được Công đồ Vatican thứ hai và được Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị gieo rắc từ lâu rồi, và nó cứ từ từ nó thấm vào lòng vào trí của con cái của giáo hội, và bây giờ nó nảy mầm với năm thánh lòng thương xót. Thì tôi xin được nhắc lại một cái kinh nghiệm của Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Lúc đó Ngài còn trẻ lắm, mới có 58 tuổi thôi, và là người là một người hết sức là khỏe mạnh. Thế thì với cái sáng kiến của mục, Ngài đã tổ chức rất nhiều khóa học hỏi, các đại hội, chẳng hạn đại hội
rồi Ngài viết rất nhiều văn kiện, thông điệp, tông thư, thư gửi đi chỗ này, chỗ kia. Và trong các cuộc viếng thăm thế giới, hầu hết các quốc gia Ngài đã đi thăm trước hết, chỉ có một số quốc gia Ngài không thể đi được vì tình hình chính trị, cho nên Ngài chưa đi thôi. Chẳng hạn nước Việt Nam của chúng ta, tôi thấy Ngài cho con là gì chưa xong hết, nhưng mà tất cả những nước khác mà Ngài có thể tới được, Ngài đã tới rồi. Ngài buôn ba đây đó, làm rất nhiều việc, rất nhiều công tác phục vụ. Thế nhưng sau hơn 20 năm buôn ba khắp thế giới, đưa ra bao nhiêu chương trình phục vụ, viết bao nhiêu văn kiện để hướng dẫn giáo hội và cao đau lòng tôn giáo của Chúa. Khi giáo hội cử hành năm thánh hai ngày thì bắt đầu trong giáo hội và trên thế giới này thấy nhen nhúm những dấu hiệu của sự dữ. Và sau đó hai năm 2001 và cứu bệnh tiếp đi thì thấy sức mạnh của sự dữ trào lên trong giáo hội, trong thế giới tất cả. Xem ra các công việc mục vụ Ngài đã làm trôi đi đâu hết, sức mạnh sự dữ quá lớn quá mạnh. Trong khi con cái của giáo hội và loài người lại hết sức yếu đuối, người ta đã quỳ trước sức mạnh của sự dữ, người ta đã quỳ trước sự quyến rũ hấp dẫn của sự dữ. Cho nên Chúa quan trọng thế nào đó để Ngài hiểu và Ngài chuyển việc hướng dẫn giáo hội công tác phục vụ của Ngài. Đó là từ năm 1999 Ngài bắt đầu đau yếu, năm 2000 Ngài hết sức đau yếu, người ta đã sợ là Ngài không thể kết thúc được năm thánh hai ngày. Và sau đó Ngài còn tiếp tục cứ mỗi ngày mỗi đau yếu hơn, thì Ngài khám phá ra thế này: sức mạnh của sự dữ quá lớn quá mạnh mà con cái loài người lại quá yếu đuối, cho nên chỉ còn trông chờ vào lòng thương xót của Chúa, van nài lòng thương xót của Chúa. Bài giảng sau cùng Ngài viết trước khi qua đời, Ngài qua đời vào ngày thứ bảy trước chủ nhật Chúa chiến lành, thì Ngài đã viết bài giảng ngày chủ nhật Chúa chiến lành rồi, ngày đó. Và Ngài qua đời tối thứ bảy trước ngày chủ nhật đó. Cho nên thánh lễ Chúa chiến lành ngày chủ nhật, đức cầu tiên của vụ khai lúc đó là Đông Nghi Sodano đã đọc lại cái bài giảng mà Đức Thánh Cha đã viết. Và ngoài việc cầu nguyện ban đại lòng tự do Chúa, thì Ngài phán phá là điều này là phải chấp nhận đau khổ, những cái đau khổ của bệnh tật. Vì đó tôi còn được bên Roma có những lần vào ngày chủ nhật thứ 12 giờ Đức Thánh Cha ra cửa sổ thu viện của Ngài để đọc kinh truyền tin với dân chúng đứng ở dưới quảng trường Thánh Phaolô. Có lần Ngài cố gắng nói bực bực mà không nói được, Ngài đập tỏ ra khổ sở vì không nói được cái điều mình muốn nói với giáo dân đang tụ họp ở dưới quảng trường Thánh Phaolô. Đó là một trong những đau khổ muốn nói với dân mà không nói được, bực bội ở trong lòng. Thế thì Ngài khám phá ra được là phải chấp nhận đau khổ để dâng lên Thiên Chúa, van nài lòng thương xót của Chúa cho giáo hội và cho thế giới. Thì những điều mà chúng ta nói về thế giới, về giáo hội hoàn vũ và về
dụng vào môi trường sống của chúng ta. Chúng ta có thể nói như thế là có thể sờ thấy sự hiện diện của sự giữ ở trong môi trường sống của chúng ta. Bao nhiêu cảm xúc những người say sưa về nhà phá phách hôm nay từ tòa giám mục và về đây khi đi trên đường đến chỗ vùng gần quá trong sư tâm an thì thấy có một ông ra đứng giữa đường chắc khỏe thì thấy đó là một người sĩ say sưa và tôi cứ nghĩ ông này mà về gia đình thì gia đình khổ lắm, gia đình của những người say sưa rồi những tật xấu chơi cá độ đá gà các thanh niên neo lỏng hút chích những sự tham nhũng mọi tầng lớp không tôn trọng sự công bằng lừa đảo lẫn nhau ở trong môi trường sống của chúng ta rồi các gia đình vợ chồng ngoại tình các gia đình chia rẽ bạn bè không tin tưởng nhau lừa dối nhau biết bao nhiêu là tội lỗi ở trong môi trường sống của chúng ta. Thế thì chúng ta hỏi chúng ta phải làm gì? Hôm nay tôi muốn hỏi chúng ta có thể làm điều gì tốt nhất cho cái môi trường tội lỗi của chúng ta đây? Thưa, xin hãy nói gương Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị. Vâng, ngài lòng gương soi của Chúa cho mình, cho gia đình mình, cho công đoàn của mình, cho giáo xứ của mình, cho tất cả các môi trường sống của mình đây. Bởi vì con người ta yếu đuối, có những người phạm tội đã cố gắng và thề hứa là sẽ không phạm tội, nhưng mà rồi lại phạm tội vì quá yếu đuối, biết là tội mà không thể nào mà tránh được, thấy đau lòng này. Cho nên chỉ còn trông chờ vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thương, xin Chúa chúng ta. Và chúng ta được mời gọi hãy biến những hoàn cảnh đó thành lời kêu nài van xin Chúa. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta, cho những người thân yêu của chúng ta, cho những người ở trong vùng trách nhiệm của chúng ta. Nếu là các cha mẹ, hãy van xin lòng thương xót của Chúa cho chính mình, cho con cái của mình. Nếu là các bề trên, các hội giáo, các cộng đoàn, hãy van lại lòng thương xót cho cộng đoàn của mình. Nếu là các ban hành giáo, hãy cùng với cha chánh xứ van lại lòng thương xót của Chúa cho giáo xứ của mình, để xin sức mạnh của ơn Thánh Chúa tỏ lộ rõ ràng hơn trong cuộc đời của chúng ta và giúp chúng ta chiến thắng sức mạnh của sự giữ. Chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng nếu chúng ta tựa dựa vào sức mạnh của Chúa. Cho nên van lại ơn của Chúa cho mình, cho gia đình mình, cho giáo xứ của mình, cho công đoàn của mình. Đó là điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn, là tôi xin cộng đoàn hãy tiếp tục riêng từng người, tất cả cộng đoàn, tất cả gia đình, nhất là trong những giờ kinh tối, hãy vác lại lòng thương xót của Chúa cho mình, cho gia đình, cho giáo xứ của mình. Cho nên vì cảm kêu reo người nọ người kia vì có tính xấu nọ tính xấu kia, hãy đến với Chúa và kêu nài Chúa, lệnh Chúa
xin Chúa hãy đến giúp đỡ người này, người kia, công đoàn này, công đoàn kia, giáo xứ này của con, giáo xứ kia bên cạnh. Xin hãy ban lại Chúa và lời cầu nguyện của tất cả một cộng đoàn hợp nhất trong lòng tin tưởng và dâng lên Chúa, thì chắc chắn sẽ kéo sức mạnh ơn thánh của Chúa xuống trên môi trường sống của chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chính chúng ta phải trở thành cánh tay nối dài của lòng thương xót của Chúa trong việc tha thứ. Quyết định tha thứ là hành động nối dài lòng thương xót của Chúa, luôn sẵn sàng đón nhận con cái Chúa đã phạm tội đến Chúa và trở về để Chúa có thể tha thứ. Mà nhiều khi có những con cái cố chấp không về, Chúa đi tìm để đưa về và Chúa tìm cách cải hóa để người con cố chấp đó mở lòng ra để kêu xin ơn tha thứ của Chúa để Chúa có thể tha thứ được. Thì đó là điều mà hôm nay lòng thương xót của Chúa mời gọi chúng ta con cái của Chúa biết lắng nghe Chúa. Tôi xin được đọc một câu chuyện, một chứng tá về sự tha thứ hòa giải. Câu chuyện đó nói như sau. Trong một khóa học chuyên tu ngành tâm lý học, vị giáo sư ra đề tài về nhà như sau. Trong vòng một tuần, anh chị hãy đến gặp người mà mình quan tâm và nói với họ rằng anh chị yêu mến họ. Đó phải là người mà trước đây hoặc đã lâu anh chị không nói những lời như vậy. Đề tài xem rất đơn giản, thế nhưng hầu hết cánh đàn ông trong lớp đều đã trên 30 tuổi và cảm thấy vô cùng khó khăn khi thể hiện đề tài này, vì họ hiếm khi thể hiện tình cảm của mình với một ai đó. Đầu giờ học tuần sau, vị giáo sư hỏi có ai muốn kể lại cho cả lớp nghe câu chuyện của mình hay không. Dường như ông chờ đợi một phụ nữ xung phong trả lời. Thế nhưng một cánh tay nam giới đã giơ lên. Anh ta trông có vẻ xúc động lắm và anh ta kể: cách đây 5 năm, giữa tôi và bố của tôi có một bất đồng trầm trọng và từ đó đến nay vẫn chưa giải quyết được. Tôi tránh gặp mặt bố tôi ngoại trừ những trường hợp chẳng có thể tránh được, chẳng hạn như những buổi họp mặt gia đình. Nhưng ngay cả những lúc ấy, chúng tôi cũng hầu như không nói với nhau một lời nào. Vì vậy, tôi đã tự thuyết phục bản thân đến để xin lỗi và nói với bố tôi rằng tôi yêu bố tôi. Quyết định ấy dường như đã làm giảm đi phần nào áp lực nặng nề trong lòng tôi. Đêm hôm đó, tôi hầu như chẳng chợp mắt được. Ngày hôm sau, tôi đến nhà bố mẹ và bấm chuông, lòng thầm mong bố sẽ mở cửa cho tôi. Tôi lo sợ rằng nếu mẹ mở cửa thì dự định của tôi sẽ không thành. Tôi sẽ bày tỏ với mẹ thay vì với bố. Nhưng may quá, bố tôi đã ra mở cửa. Tôi bước vào và nói với bố tôi: con không làm mất thời gian của bố. Con đến chỉ để xin nói với bố, xin bố hãy tha lỗi cho con yêu bố. Có một sự chuyển biến trên khuôn mặt bố tôi. Gương mặt của bố tôi giãn ra, những nếp nhăn dường như biến mất và bố tôi bắt đầu khóc. Bố tôi bước đến ôm chầm lấy tôi và nói: bố cũng yêu con,
tay của bố. Nhưng bố chưa biết làm thế nào để có thể nói với con điều này. Đó là thời khắc quý báu nhất trong đời tôi. Hai ngày sau, bố tôi đột ngột bị một cơn đau tim và vẫn còn nằm trong bệnh viện cho đến bây giờ. Nếu như tôi chỉ hoãn bộc lộ với bố, có lẽ tôi không bao giờ còn có cơ hội nào nữa. Người con trai này đã là cánh tay nối dài của lòng thương xót của Chúa cho bố của mình. Hai bố con 5 năm trời đau khổ trong thực mà không diễn tả được tình thương yêu, lòng tha thứ, và hôm nay có thể diễn tả đây. Thế thì kính thưa tất cả cộng đoàn đang ngồi ở đây trước mặt tôi và ngồi ở nhà vò bên cạnh nhà thờ, tôi muốn xin cộng đoàn người, xin hãy là cánh tay nối dài của lòng thương xót Chúa cho tha nhân. Và cụ thể hơn, tôi muốn xin như vị giáo sư đã được kể trong câu chuyện này, tôi muốn xin mỗi người nhìn lại xem trong các mối tương quan của mình có mối tương quan nào để lại trong lòng mình cái khó khăn gặp mặt người đó mình không nhìn một cách tự nhiên được. Có cười thì cũng cười được, xin hãy là bàn tay nối dài của lòng thương xót Chúa cho người đó, và thường phải là người trong gia đình, người trong cộng đoàn, người gần hôn nhân. Xin hãy lấy sức mạnh từ lòng thương xót của Chúa mà chúng ta đã cảm nhận được trong những ngày này, và cầu xin Chúa giúp đỡ, cầu xin Đức Mẹ nâng đỡ để có thể làm hòa được với người anh, người chị, người em của mình. Được như vậy thì chúng ta bắt đầu mở một cái con sông, trong đó nước lòng thương xót của Chúa chảy đầy tràn và sẽ làm mát mẻ lòng những người ở bên cạnh hai bên bờ sông. Nhưng mà cứu sự được tha thứ là một hành trình, có nghĩa là không thể thực hiện được ngay một lúc. Tha thứ có 3 cấp. Cấp thứ nhất là quyết định tha thứ hòa giải thương yêu. Cho dù người đó có làm như thế nào đối với tôi cũng thương yêu, tôi cũng tha thứ, tôi cũng muốn gặp hòa giải. Bởi vì đây là điều mà Chúa đòi hỏi nơi các môn đệ của Chúa. Trong Kinh Thánh Cha chúng ta đã xin Chúa tha thứ cho chúng ta như chúng ta tha thứ cho những người có lỗi với chúng ta. Đó là cái điều kiện để Chúa có thể tha thứ được. Cho nên tôi quyết định tha thứ hòa giải với người tôi đang gặp khó khăn. Đó là đức thứ nhất và là đức căn bản. Tuy nhiên tình cảm ở trong chúng ta không luôn luôn đi theo cái quyết định của chúng ta. Chúng ta quyết định tha thứ, chúng ta quyết định thương yêu, chúng ta quyết định hòa giải, nhưng trong tâm hồn chúng ta cách tình cảm nó đi ngược lại. Cứ như thế tôi muốn đi qua đường sang bên kia để chào một câu với người bạn của tôi ở bên kia đường, nhưng khi bước ra ngoài cửa thì có một cơn gió bão rất mạnh thổi 200 km/h. Tôi ra thì lúc thổi tôi bật đi cho khác, tôi cũng làm sao mà sang bên kia được.
thì tôi phải chờ đằng sau cơn bão nó ngàn đi thì tôi mới sang bên kia để chào gặp thăm người bạn của tôi. Cái cơn bão đó nó là hình ảnh của các tình cảm ở trong lòng của mình. Mình quyết định thương yêu, gặp gỡ, tươi cười, nhưng mà tình cảm đó nó làm cho mình rụt lại, không làm sao mà có thể đi được. Thế thì bước thứ hai là biến đổi tình cảm ở trong lòng mình. Ở đây chúng ta có thể để nói cái này thì làm sao chúng ta có thể biến đổi tình cảm ở trong lòng chúng ta. Thì xin cộng đoàn hãy tìm hiểu để làm sao có thể biến đổi được tình cảm ở trong lòng của mình. Khi tình cảm đã được biến đổi trong lòng rồi thì chúng ta có thể gặp gỡ người chúng ta muốn chào hỏi, tỏ tình thương yêu, hòa giải. Nhưng mà nhiều khi chúng ta đến gặp người đó thì trách mặt, chúng ta không gặp được. Không, chúng ta không gặp được trong hoàn cảnh như người con trai ở trong câu chuyện chúng ta vừa nghe. Đến gặp bố, bố cũng đang mong muốn như vậy, hai đứa con gặp được nhau, cho nên hòa giải được với nhau, tha thứ cho nhau. Đằng này nhiều khi chúng ta đi nhưng mà người bên kia chưa đáp. Chúng ta đến giơ tay bắt tay người kia đụng tay lại, chúng ta đến chào người kia mãi đi chỗ khác thì làm sao? Thưa, hãy chờ trong cầu nguyện. Bởi vì có lẽ người kia chưa biến đổi được lòng, chưa biến đổi được tình cảm ở trong lòng của người đó, cho nên chưa sẵn sàng. Chúng ta đã biến đổi xong tình cảm ở trong lòng chúng ta, chúng ta sẵn sàng, nhưng mà người kia chưa biến đổi được tình cảm ở trong lòng, cho nên chưa có thể tiếp chúng ta được. Thế thì chúng ta kiên nhẫn chờ đợi và cầu nguyện để xin ơn thánh của Chúa chúc cho người bạn đó của chúng ta, người anh, người chị, người em đó của chúng ta có thể thắng lớn được tình cảm ở trong lòng mình, biến đổi được tình cảm ở trong lòng mình, và lúc đó hai người thanh thoát khỏi tình cảm, có thể gặp gỡ được nhau và diễn tả lòng thương xót của Chúa cho nhau. Đó là mấy điều tôi xin được chia sẻ với cộng đoàn tối hôm nay. Xin Chúa chúc phúc cho tất cả chúng ta. Xin Đức Mẹ che chở, nâng đỡ chúng ta trong hành trình mở lòng mình để đón nhận lòng thương xót của Chúa và trở thành cánh tay nối dài của lòng thương xót của Chúa cho tha nhân, bắt đầu bằng những người sống chung hoặc cùng làm việc với chúng ta trong gia đình, trong môi trường sinh hoạt. Tôi xin hết lòng cảm ơn tất cả các bạn. Và con và thánh thần.
có thể chỉ ở trong lòng chúng ta là bước qua không chỉ là cửa thánh, nhưng còn là cửa của lòng thương xót vĩ đại này. Đón nhận lòng thống hối của chúng ta nơi chứa tỏa ân sủng thứ tha của Thiên Chúa. Thánh cửa đó là chính Chúa Giêsu, và là cửa cho chúng ta vào. Ai qua đây mà vào thì sẽ được cứu. Tội lỗi đang làm chúng ta xa lìa Chúa, muôn mặt sự sống. Bước qua cửa thánh là hành động nói lên quyết tâm của chúng ta, bỏ lại đằng sau vương quốc của những tan vỡ trần tục để dấn thân chọn nơi vào cuộc sống mới đầy ân sủng của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, Chúa Giêsu đang đứng đó gõ cửa trái tim chúng ta và chờ đợi ta. Nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa, ta sẽ vào và cùng dự tiệc với Chúa, và Chúa ở cùng ta. Hãy tin tưởng theo mình vào vòng tay của Chúa để hưởng lấy trọn vẹn lòng thương xót của Ngài. Trong thánh lễ này, chúng ta cùng cầu nguyện cho những anh chị em đang khước từ tình thương của Chúa được ơn hóa giải. Chúng ta hãy đặt mình vào những nỗi khổ cùng khổ đau của biết bao anh chị em và hiến dâng họ lên Thiên Chúa. Cả những thảm họa đã và đang gây nên sự cuối cùng khổ đau không cho riêng ai mà cho tất cả dân tộc chúng ta, nhưng chúng ta lại như bất lực. Điều đó làm thôi thúc chúng ta đặt trọn hơn niềm cậy trông nơi Thiên Chúa, đấng duy nhất là Chủ địa cầu và lắng lại lòng người. Giờ đây chúng ta cùng xuất sáng bước vào thánh lễ và hiệp lòng với đoàn bước để bước qua cửa thánh. Hãy mở lòng đón nhận dạt dào tình thương Thiên Chúa, giúp chúng ta thành tâm hân hoan sống đời tin tư hữu và nhiệt thành lan tỏa lòng thương xót của Chúa. Thank you.
Xin dẫn
chúng con ra khỏi bóng tối sự dữ và hướng chúng con theo ánh sáng tất nhiên, để cuộc đời chúng con tràn đầy niềm vui cứu độ và bừng cháy niềm khát khao nghe nhân chứng tình yêu Chúa giữa thế giới này. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và yêu.
sáng sớm, Môi-se tối dậy và lên núi Sinai như Chúa đã truyền lời cho ông. Ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môi-se đứng trước mặt Chúa và kêu cầu dân Chúa. Chúa đi qua trước mặt ông và hô: Đức Chúa, Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung đầy nhân nghĩa và khí thành. Môi-se vội vã sắp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan Thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng con, vì dân này là dân cứng đầu. Xin xóa mọi gian ác và tội lỗi chúng con. Xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Chúa. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ban Cùng. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có bốn người khiêng, nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mảnh nhà ngay trên chỗ người ngồi làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên trọng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: Này con đã được tha tội rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ: Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt con đã được tha tội rồi, hai là bảo đứng dậy vác lấy trọng của con mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt: Ta truyền cho con, hãy đứng dậy vác lấy trọng của con mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức phát trọng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Đó là lời Chúa. Bài sách Tin Mừng Thánh Marco kể cho chúng ta câu chuyện chúng ta vừa nghe đó. Tôi nhắc lại một cái tóm lược: có một người bị bệnh bại liệt, được bốn người khinh người lại đến với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu chữa lành người bị bại liệt này và bắt đầu bằng chữa lành tâm hồn. Tội của con đã được tha. Chúng ta suy nghĩ một chút để lấy hai người này, người đi bại liệt và bốn người khinh người bại liệt này lên với Chúa Giêsu để chiếu soi vào cuộc đời của chúng ta. Trước khi người đi bại liệt, chắc lúc đầu họ đến, họ chỉ đến xin Chúa chữa bệnh cho khỏi bị bại liệt thân xác. Nhưng mà Chúa đi vào cái gốc rễ của vấn đề, cái bệnh đó là tội lỗi của họ. Thế thì để được Chúa chữa lành cần phải đến với Chúa. Nhìn nhận là mình cần Chúa, cần Chúa tha, cần Chúa chữa. Mỗi lần chúng ta đi xin tội là chúng ta nói lên, chúng ta nhìn nhận là chúng ta đã có tội, là chúng ta cần Chúa tha tội. Nhưng hôm nay, ngày kết thúc tuần đại phúc của các hạt của chúng ta trong năm thánh lòng tuần sau, muốn mời gọi chúng ta là sự nhìn nhận mình có tội, có phải sống đậm trong lòng mình
biết và cảm thế là mình thực sự là người tội lỗi, cần đọc thường xót của Chúa. Và cái người bị bệnh này là bệnh bại liệt, không đi đứng được đấy, tê liệt. Thì có cái bệnh tê liệt vật chất, nhưng cũng có những cái tội làm cho tê liệt linh hồn. Dù thế nào Chúa cũng ban sức sống trở lại, bởi vì khi Chúa tha tội rồi, Chúa chữa lành, thì người bệnh tê liệt này vui mừng có thể đứng lên được và phát trọng vào đời. Anh chị em thân mến, có lẽ trong chúng ta có người cảm thấy mình tội lỗi quá, tội lỗi nặng nề quá, không biết làm sao có Chúa có thể tha cho mình được không. Hãy tin tưởng đến với Chúa, cho dù tội lỗi có làm mình tê liệt cách nào đi chăng nữa, vẫn còn hy vọng, bởi vì lòng thương xót của Chúa mạnh hơn cái sức mạnh của tội lỗi của chúng ta. Chỉ cần một điều là chúng ta đến với Chúa. Xin anh chị em hãy tin tưởng đến với Chúa, cho dù hoàn cảnh mình có như thế nào, đừng nản chí. Đức Thánh Cha Francisco nói, Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta cả, mà Chúa trông chờ, Chúa ước muốn tha thứ cho chúng ta, đem sức sống lại cho chúng ta. Xin anh chị em hôm nay hãy nói lại lòng tin tưởng của mình đối với Chúa nhân từ, giàu lòng thương xót. Chỉ cần vậy để Chúa có thể thi thấu sức mạnh tình yêu của Chúa cho mình. Bây giờ chúng ta suy niệm một chút về bốn người khanh người bệnh này đến với Chúa. Thế mà câu nói là Chúa nhìn thấy lòng tin của họ, cái là lòng tin của người bệnh này và lòng tin của bốn người khanh người bệnh này đến. Tin tưởng vào Chúa, Chúa thấy họ tin tưởng vào Chúa, cho nên Chúa chữa người bị bệnh. Thế thì chúng ta được mời gọi hãy đứng vào vị thế của bốn người khinh người bệnh này đến với Chúa, khinh người bệnh này đến với Chúa với tất cả lòng tin tưởng và lòng thương xót của Chúa. Dẫn đưa người tội lỗi đến với Chúa, làm cái cầu nối giữa người tội lỗi và Chúa, và dẫn đưa người tội lỗi đến với Chúa làm sao. Trong lịch sử giáo hội Việt Nam của chúng ta có câu chuyện chủng sinh bổn. Em bé này chủng sinh đi tu, rồi trong thời kỳ cấm cách bị bắt, quan tòa dọa nạt, dụ dỗ, hứa nhiều chuyện, và chủ sinh bổn đã yếu lòng chối Chúa để được sống và để được những cái điều hứa hẹn. Khi chủ sinh bổn về nhà, bà mẹ đã biết câu chuyện, thì bà mẹ với tất cả tình thương yêu của bà mẹ, nhưng hết sức cương quyết, nói với con không gọi là con mà gọi là anh, và không xưng là mẹ mà xưng là tôi. Tôi đã sinh ra anh, tôi đã nuôi nấng anh, tôi đã dạy anh tôn thờ Chúa. Bây giờ anh dám chối Chúa, anh không xứng đáng là con của tôi nữa. Nhờ lời cương quyết này của bà, chủng sinh bổn đã trở lại tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu và chịu phúc từ Ngài. Tùy hoàn cảnh,
tùy môi trường, có thể cắt nghĩa giảng giải, và trong gia đình cha mẹ nói với con cái của mình về Chúa, về lòng thương yêu của Chúa dẫn đưa con cái của mình về với Chúa. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai trong bài đọc thứ nhất, Môi-se thấy dân tội lỗi quá mà cứng đầu cứng cổ, kêu cầu Chúa cho dân của mình, xin Chúa thứ tha cho cái dân này là dân cứng đầu cứng cổ, xin Chúa thứ tha. Cho nên nài vang lòng thương xót của Chúa cho những người mình thấy là tội lỗi vấp phạm như Chúa, mà có thể là một người cứng đầu cứng cổ, hãy bắt chước Môi-se vang lại lòng thương xót của Chúa cho những người tội lỗi, mà những người tội lỗi cố chấp trong tội cũng không làm gì, yêu cầu lòng thương xót của Chúa cho những người tội lỗi như vậy. Có thể đó là những người trong gia đình của mình, con cái cứng đầu cứng cổ không nói được, hay vợ chồng với nhau hãy vang lại lòng thương xót của Chúa, đừng làm gì. Điểm thứ ba trong bài đọc thứ hai, tôi cư ngữ, tôi cư ngữ hữu trong thái, chúng ta luôn nói đến Chúa Giêsu đã chịu chết để chuộc tội lỗi của chúng ta. Thế thì khinh người tội lỗi đến với Chúa là chấp nhận chịu đau khổ, mà có khi đau khổ gây ra bởi chính người đó, chấp nhận đau khổ để dâng lên Chúa để xin ơn tha tội cho người đó. Ở Đô Đức, Đức Mẹ đã nói với Thánh Bernadette, Mẹ hứa cho con được hạnh phúc, nhưng mà ở đời sau con, không ở đời này. Ở đời này, con có chấp nhận chịu đau khổ để cầu nguyện cho các kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại hay không? Là em bé Bernadette lúc đó thưa con chấp nhận. Và tất cả cuộc đời của Bernadette là một cuộc đau đớn phần xác phần hồn. Mẹ hứa cho con được hạnh phúc nhưng không ở đời này, ở đời sau. Đời này con có chấp nhận chịu đau khổ để cầu nguyện cho các kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại hay không? Hôm nay Đức Mẹ cũng muốn nhắc lại cho chúng ta lời này. Đức Mẹ muốn xin điều này, hãy biến đau khổ thành nguồn ơn cứu độ cho các kẻ tội lỗi mà có thể là người đang sống rất gần đây. Như vậy thì chúng ta, các môn đệ của Chúa, trong bốn giáo ẩm hôm nay dâng thánh lễ kết thúc tuần đại phúc, chúng ta sẽ là sự chúc phúc của Thiên Chúa cho những người tội lỗi trong môi trường sống của chúng ta và trên toàn thế giới này. Anh chị em rất thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã sai con Ngài là Đức Kitô đến để hòa giải con người với Thiên Chúa. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta chúc tụng tình yêu cao vời của Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin. Đức Kitô là dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin cho các mục tử trong mọi nơi luôn theo mong Đức Kitô, tự hủy mình vâng phục hoan y Chúa Cha và hiến mình phục vụ con người để truyền thông dạt dào lòng thương xót của Thiên Chúa cho nhân loại. Lòng đón nhận lòng thương xót thứ tha của Chúa.
Thank you.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Khi tự nguyện nộp về chiêu phó
Thank you.
Chúa xin yêu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương yêu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Tuần đại phúc năm thánh lòng Chúa thương xót.
Chúng ta cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta một năm thánh, một tuần đại phúc tràn trề hồng ân, ơn tha thứ và bình an. Chúng ta cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã khai mở năm thánh ngoại thường lòng Chúa thương xót. Chúng ta cảm ơn Đức Cha Nam Minh, nguyên giám mục giáo phận, đã mở cửa nhà thờ chánh tòa Xuân Lộc, khai mạc năm thánh cho toàn giáo phận. Chúng con trân trọng cảm ơn Đức Cha Giuse vì cha chung của giáo phận, người cha luôn canh cánh bên lòng nỗi khát khao cho đức tin của đoàn con cái giáo phận mỗi ngày một vững mạnh. Nỗi khát khao đã thúc bách Đức Cha hướng dẫn đoàn con qua nhiều lá thư mục vụ, đã chỉ dạy toàn giáo phận mở tuần đại phúc để hưởng nhờ dồi dào hơn phúc ân của năm thánh. Và hôm nay đã thương hiện diện cùng chung lời tạ ơn với giáo dân cùng viên hoàn chúng con. Chúng con ghi ơn Đức ông Vinh Sơn, một năm trước đây đã thay mặt Đức Cha Đa Minh đã đến đây mở cửa năm thánh. Vì mới một mắt ngày hôm qua nên Ngài không thể hiện diện với chúng ta hôm nay. Chúng con cảm ơn quý cha quản hạt đã đồng hành cộng tác trong việc tổ chức ngày đại lễ. Chúng con cảm ơn quý cha bề trên và toàn thể quý cha luôn tận tụy với sứ mệnh mục tử, đã hy sinh rất nhiều trong tuần đại phúc để giáo dân các sứ đạo được hưởng nhiều phúc lành. Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn quý cha đã đích thân đến đây ngồi tòa giảng tội, hướng dẫn đời sống tâm linh, giúp nhiều tín hữu đón nhận ơn tha thứ, tìm lại được sự bình an thanh thản cho tâm hồn. Xin cảm ơn quý vị trên, quý tu sĩ, anh em chúng sinh đã cầu nguyện và cùng góp phần tổ chức đại lễ. Xin cảm ơn ban hành giáo của 4 giáo hạt, quý ban hành giáo của 60 giáo xứ đã cùng công tác đắc lực với quý cha tại các giáo xứ nhà và đã kề vai với chúng tôi tổ chức thánh lễ này. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị em lương dân, di dân, những anh chị em lâm cảnh khó nghèo. Sự hiện diện của anh chị em giúp chúng tôi ý thức rõ hơn bổn phận thực thi lòng thương xót của mọi tín hữu Kitô. Cách đặc biệt, xin cảm ơn ban hành giáo giáo hạt hôm nay, ban Tây Nhạc, giáo xứ Kim Chu. Xin cảm ơn ban hành giáo, các ban, các đoàn thể giáo xứ Bắc Hải đã quảng đại đóng góp công sức, tài chánh tổ chức tuần đại phúc và đại lễ hôm nay. Và một cách rất đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã hiện diện trong ngày lễ này. Trước thánh lễ trời đổ mưa, chúng tôi vẫn tưởng rằng thánh đường sẽ rất ít người. Nhưng đúng như lời Đức Cha giáo phận vừa gõ, đó là trận mưa ân phúc của Chúa ban. Sự hiện diện của anh chị em chật kín trong nhà thờ, hai mái vòm bên ngoài và sân cuối nhà thờ, tôi thiết nghĩ đã là một lời thương xót đến Đức Cha giáo phận và các mục tử chúng tôi. Bởi vì sự hiện diện của anh chị em đã là một lời khích lệ để chúng tôi có thể chu toàn tốt hơn sứ vụ của các mục tử. Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý cha và toàn thể quý vị, năm thánh đã dần khép lại, nhưng dù có kết thúc thì lòng thương xót của Chúa không bao giờ khép lại, chẳng thể nào vơi cạn. Nguyện chúc Đức cha, quý tu sĩ và toàn thể quý vị vẫn luôn mở lòng để kiến múc tràn trề nguồn ân phúc hồn xác Chúa hằng tương ban. Và dù rất cố gắng, nhưng chắc chắn chúng con không tránh khỏi khiếm khuyết trong việc tổ chức đại lễ.
kính mong được Đức Cha, quý Cha và quý vị lượng tình thứ lỗi. Chúng con xin chân thành cảm tạ. Chúng con xin được mượn những cánh hoa tươi biểu lộ tâm tình tạ ơn kính dâng Đức Cha. Kính xin Đức Cha vui nhận và chúc phúc lành cho chúng con. Và cộng đoàn hướng về lên tòa.
Lạy mẹ Maria, trước khi trở về mẹ, chúng con muốn hướng lòng lên mẹ để cảm tạ về muôn ơn lành mẹ đã khẩn cầu cho chúng con và tin tưởng có thương lên mẹ trọn vẹn hồn xác chúng con. Nguyện xin ánh mắt thương xót của mẹ luôn dõi theo chúng con, giúp chúng con tái khám phá niềm vui của người được Thiên Chúa thương xót và cứu độ. Xin giúp chúng con vượt qua mọi cám dỗ để luôn ở lại trong tình yêu của Chúa, quay về tuân giữ thánh ý Ngài. Xin cho chúng con từ nay biết hân hoan thể hiện lòng thương xót của Chúa cho gia đình và mọi người, dù phải chấp nhận từ bỏ và hy sinh. Lạy mẹ của lòng thương xót, mẹ là nơi nương náu của những kẻ có tội, là suối an vui cho những kẻ bé mọc. Xin cầu cho chúng con. Amen. Thank you.
đắng cay trăm chiều. Cho con yêu một chút thôi, để đời sẽ hết nỗi điều hiu. Cho con mê say tình ngàn, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng sống con cho ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng.